Yo. Ok, thì như mọi người thấy, banner Cheska với lại banner của Linh sắp ra mắt. Và hôm nay mình sẽ làm một cái video ngắn nói về việc là chúng ta nên roll vì gì ở phiên bản 5.2 của Genshin Impact ha. Và nhân vật 4 sao thì chúng ta nhớ như này, và vũ khí thì 4 sao như thế này ha. Đó. Thì nửa sau thì chúng ta lại có Nevidet với lại đó chính là Zhongli. Đó cũng là hai nhân vật cực kỳ tốt hiện tại trong game này. Cho nên là mình trước khi mà mình vào á, thì đầu tiên là mình sẽ đi slam á. Là nếu mà mọi người đã sim rồi thì mọi người lấy bất kỳ những gì mọi người muốn ha. Mình chỉ ở đây mình khuyên cho những bạn nào mà đang muốn tối ưu cái account của mình luôn những cái nhân vật mạnh nhất thôi. Ok. Thì trước khi vào video thì chúng ta vẫn mình cũng muốn phải nói thêm một lần nữa, cho nên là nếu mà mọi người thích những content của mình thì mọi người hãy cho mình một like, một subscribe và ấn vào nút chuông để mà ủng hộ kênh của bọn mình ha. Và hãy ủng hộ Will Game và giúp phần mô tả ở video nhé. Ok. Thì đây chúng ta có là Cheska, Lina và banner vũ khí. Đó chính là cây xích thủ tinh tụ và màn áo thuật đầu tiên. Ok, những cái cây này không tệ và thật ra là khá là tốt luôn đấy. Ok ha. Banner 4 sao ở đây thì Barbara thì là nhân vật free, chúng ta không nói và nó cũng không phải là một nhân vật ngon lắm, trừ khi mọi người đi chơi với lại team Nilo. Thì còn lại Sucrose với lại Oron thì là hai nhân vật mình thấy là có một là đây là một nhân vật tốt ha. Còn Oron thì là một nhân vật mới và có một cái lối chơi đặc biệt cộng với khả năng bay, cho nên là mọi người có thể roll lên đấy để làm nhiều thứ, và với một nhân vật hệ lôi như thế này thì mình nghĩ là đó sẽ là một cái đầu tư không quá tệ cho mọi người ha. Nhưng mà chắc chắn ở đây ai cũng tới với lại nhân vật 5 sao, đó chính là Cheska và Linh. Thì Linh đã ra mắt từ hồi 4.0 rồi. Đây là một nhân vật hỏa cực kỳ tốt nếu mà mọi người chơi team mono hỏa, với cái khả năng mà sốc đam cực kỳ lớn, với gọi là cái khả năng mà thả với con pet mèo hỏa thuật của mình ha. Thì nếu mà mọi người đã thích Linh rồi và mọi người cũng có quan tâm tới meta thì Linh không phải là một nhân vật thực sự tồi. Cái điểm yếu duy nhất hiện tại của Linh đó chính là việc anh ấy phải nhắm bắn, tuy là không cần phải trúng mục tiêu đâu nhưng mà vẫn phải nhắm, và đó là một cái điểm trừ khá là lớn, bởi vì cái cách chơi đó sẽ khiến nhiều người cảm thấy không thoải mái cho lắm. Cho nên là đấy là những cái cơ bản về Linh. Nếu mà mọi người không có ngại cái lối chơi nhắm bắn á, thì mọi người hãy roll lên ấy về, đó là một cái nhân vật khá là tốt, đi biết khá là tốt ha, nếu mà mọi người thiếu một nhân vật sát thương nguyên tố hỏa. Còn về Cheska thì là một nhân vật mới với khả năng bay cực kỳ tốt, bay còn mạnh hơn, gọi là tốt hơn cả Karamush hiện tại là nhân vật bay tốt nhất. Thì và cộng với việc là với một cái lối chơi khá là mới, chính là dùng những nguyên tố khác để mà nạp đạn cho bản thân và có thể gây nhiều loại sát thương cùng một lúc. Thì đây có vẻ như là một nhân vật có lối chơi khá là mới và cũng như là cái cách chơi khá là hay ha. Tuy là leak hiện tại á, thì mình thấy là mọi người hơi chơi cái skill của Cheska, nhưng mà mình nghĩ là một nhân vật mới ra thì và 5.0 thì từ 5.0 tới giờ hiện tại thì không có một nhân vật mà mới thực sự là yếu hết. Cho nên là nếu mà mọi người đã thích Cheska rồi, hay là mọi người đang thiếu một DPS phong, còn nếu mà chúng ta gọi Cheska là DPS phong ha, thì đây là một nhân vật không tệ đối với lại anh em đấy. Và cô ấy cũng sẽ giúp khám phá map cực kỳ tốt nữa, cho nên là cộng một thêm điểm cộng nữa ha. Nếu mà mọi người chưa có môi trời thì mọi người hoàn toàn có thể roll Cheska, vừa là một nhân vật khám phá và vừa là một DPS mới cho mọi người ha, cũng không phải là một lựa chọn rất là tệ. Và vũ khí thì hai cái cây xích vũ minh tụ tinh tụ và màn ảo thuật đầu tiên đều là cây vũ khí 5 sao tốt. Thì nếu mọi người không biết thì cây màn ảo thuật đầu tiên nó là một trong những cây mà universal nhất đối với lại những character cầm cung mà chơi theo kiểu trọng kích như là Ganyu rồi Tignari, thì đó là một trong những cây cực kỳ tốt. Nhưng mà với sự ra mắt của xích vũ tinh tụ thì đó là một cây lại càng tốt nữa ha. Cho nên là cái này nếu mình cây vũ khí 5 sao, nếu mọi người đã có Linh, đã có Cheska và mọi người muốn luôn cái banner vũ khí này, thì ngoài cái việc là cái cây 4 sao nó cũng là một cây free to play cực kỳ tốt đối với lại Cheska với lại các những nhân vật nhắm bắn này, cây vòng xoáy tủy sống này nó cũng không phải một cây quá tệ đối với lại những nhân vật như là Baizu rồi các thứ ha. Thì chúng ta có là cái cây kiếm sáo và cái cây kiếm chuông là hai cái cây mà không quá nhiều người không có gọi là nhân vật hiện tại nào sử dụng tốt nhất có thể. Thì ba cái cây còn lại 4 sao đều là những cây ngon, và hai cây 5 sao thực sự cũng rất là tốt. Nếu mà mọi người roll xích vũ mà mọi người lệch mẻ thuật đầu tiên thì mọi người đều có thể dùng cho Cheska, hay là trường hợp ngược lại đều có thể ha. Hoặc là nếu mà mọi người đang có Tignari mà mọi người không có trấn thì roll banner vũ khí lần này cũng sẽ là một lựa chọn không tồi đối với mọi người ha. Bởi vì đây cây là cây second best của Tignari hiện tại này, và mai mốt ra cây xích vũ minh tụ thì nó cũng là một trong những cây sẽ rất là tốt cho Tignari ha. Đó. Ok, nhưng cái vấn đề nè, nếu mà cho những bạn mà gọi là quan tâm tới cái độ mà hiệu quả cực kỳ của account đó, thì cái banner lần này á nó lại không ngon bằng nửa sau của 5.2. Đó chính là banner của Nevillet và banner của Zhongli. Đó. Cái banner Zhongli thì chắc chắn là mình sẽ không bàn tới vũ khí, bởi vì cái cây
cái cây trấn của Zhongli á thì nó không phải là một cây nó quá tốt, cây giáo định thần nó hiện tại là một cây không thích hợp một chút nào với Zhongli, trừ khi mọi người build Zhongli on field DPS hay là mọi người build Zhongli kiểu mà gây đam nhiều hơn là dùng khiên ha. Nhưng mà cái đó không phải là cái kiểu mà nhiều người build Zhongli, cho nên là mình sẽ bỏ qua cái banner vũ khí. Tuy là cái cây trấn của anh Long thì nó sẽ rất là ngon cho anh Long, nhưng mà vấn đề là anh Long sử dụng mẫu kim phách vẫn là một cái lựa chọn 100% ổn, cho nên là các bạn chị vũ khí cho dù 4 sao có siêu ngon đi nữa nó cũng không phải là một cái lựa chọn hàng đầu của mình ha. Nhưng mà hai dàn nhân vật hiện tại là quá ngon đi. Neovilet hiện tại vẫn là top 1 DPS cho dù từ hồi 4.1 ra cho tới bây giờ vẫn là top 1 DPS ha. Hàng nhì thì là Akino. Còn Zhongli tuy là có bị yếu đi theo thời gian do là mọi người cần nhiều buff hơn là cần bảo kê, nhưng mà nếu mà mọi người không có ý định roll Neovilet C1 hay là mọi người đang có những cái DPS mà gọi là cần sự bảo kê của khiên để mà có thể tối ưu DPS, ví dụ như là chính Neovilet này mà không có C1 ha, hay là môi trời hay là các thứ, thì Neovilet là một chọn lựa chọn cực kỳ tốt đối với mọi người nếu mà mọi người không có ý định build Layla hoặc là nếu mọi người không có Layla ha. Yeah, ok, thì đó, Neovilet vẫn là con khiên mạnh nhất hiện tại của game mà, cho nên là đấy, không, Zhongli hiện tại vẫn là cái lựa chọn khiên tốt nhất của mọi người mà, cho nên là yeah, cái banner nữa sau có nhân vật mà nó lại đáng roll hơn nửa đầu ha. Cho nên là nếu mà mọi người đang muốn thực sự tối ưu cái account và mọi người chưa có Neovilet hoặc là chưa có Zhongli thì mình vẫn khuyên là mọi người roll nữa sau để mà có được những nhân vật mà chắc chắn nó sẽ khó mà hao mòn với lại bị yếu đi theo bánh meta ha. Đó, ok, nhưng mà nếu mà mọi người muốn có trải nghiệm mới và mọi người muốn roll thì mình cũng vẫn sẽ không cản mọi người roll Jessica hay là Lina đâu, nếu mà mọi người chưa có và mọi người muốn có những nhân vật này để mà có thêm một những cái trải nghiệm mới ha. Hiện tại nó có thêm một vấn đề nữa thì giờ mình mới nói ha, đó chính là ngoài cái việc là Lina, là Jessica hay là Neovilet và Zhongli thì chúng ta còn một vấn đề nữa, đó chính là 5.3 là banner của hỏa thần, đó chính là Mavica. Nếu thực sự mọi người quan tâm tới cờ cao của mình mà mọi người đang dư giả roll đủ roll một nhân vật ở trong phiên bản này thì yeah, để tối ưu cờ cao thì mọi người có thể roll một là Neovilet, hai là Zhongli. Còn nếu mà mọi người không có đủ roll cho tới cuối phiên bản này thì mình vẫn khuyên mọi người sẽ nên tích để ít nhất là đợi coi Mavica nó sẽ làm được gì đã rồi chúng ta mới quyết định là có nên roll ở trong cái banner lần này không ha. Đó, thì đây là những cái phân tích nhẹ nhàng về cái banner 5.2 lần này và mọi người nên roll gì ha. Và nếu mà mọi người thích những cái content này thì mình nói lại một lần nữa, mọi người hãy like, subscribe và ấn vào nút chuông ha, ủng hộ Weibo Game với phần mô tả video nhé. Và cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau. Bye bye.